Thưa quý vị, cuộc thi chạy đua trâu nước bắt đầu khai mạc tại quốc gia Thái Lan, tin từ Chonburi, Thái Lan. Với hơn 700 con trâu nước được ghi danh tại tỉnh Chonburi, cách thủ đô Bangkok của quốc gia Thái Lan 131 cây số về hướng đông nam, bắt đầu cuộc thi chạy đua trâu nước lần thứ 143. Đây là một trong những cuộc thi trâu nước truyền thống trước mùa gặt tại khu vực đồng bằng phì nhiêu Chonburi. Giải thưởng bao gồm 15.000 tiền Thái tương đương với 500 Mỹ kim đến chủ nhân con trâu nước thắng cuộc. Ông Perot Sandion, một nài trâu lâu năm nói rằng, ngoài vấn đề tiền thưởng cũng nhận được một chiếc khắp hạng nhất. Trước khi bắt đầu cuộc chạy đua, nài trâu thường hay xem những bước đi của con trâu như thế nào, với hy vọng chắc chắn sẽ là chủ nhân của con trâu nước chạy nhanh nhất. Cuộc đua trâu nước truyền thống sẽ kéo dài trong vòng một tuần vào thời điểm mùa mưa chấm dứt tại Thái Lan. Ban tổ chức vẫn chưa công bố tên con trâu nước được thắng cuộc và dân chúng địa phương đang hồi hộp chờ đợi tên của con trâu nước đoạt giải nhất. Kính thưa quý vị, một chiếc thuyền buồm tạo kỷ lục mới vượt chặng đường từ Sydney đến Auckland trong thời gian ngắn nhất, tin từ Sydney Úc Đại Lợi. Chiếc thuyền buồm với đội thuyền điều khiển chuyên nghiệp đã làm một cuộc vượt qua vùng biển Tasman nối liền giữa hai thành phố Sydney, Úc Đại Lợi và Auckland, quốc gia Tân Tây Lan trong thời gian không quá 3 ngày. Cơ quan ghi nhận tốc độ chạy bằng thuyền buồm World Sailing Speed Record vẫn giữ kỷ lục cũ vượt qua vùng biển Tasman trong 5 ngày bằng thuyền buồm cho mãi đến ngày 19 tháng 10, khi đội thuyền buồm Úc Đại Lợi với cái tên là CAS được ghi nhận tạo nên kỷ lục mới chỉ trong thời gian 2 ngày và 17 tiếng. Đội thuyền buồm CAS đã vượt tuyến đường biển Tasman kéo dài 1.260 hải lý trong tình trạng thời tiết biển động và gió thổi mạnh. Một thành viên trong đội thuyền buồm, anh Sean Langman nói rằng, đêm đầu tiên gió thổi rất mạnh tạo điều kiện cho con tàu có thể chạy tốc độ lên đến 45 dặm một giờ. Tuy vậy, mặt biển cũng có những con sóng lớn cao lên đến khoảng 5 mét. Cuối cùng, CAS đã tạo nên kỷ lục mới được ghi nhận cuộc hành trình từ Sydney đến Auckland không quá 3 ngày so với kỷ lục trước đó chạy bằng thuyền buồm được ghi nhận trong vòng 5 ngày.